Chúng ta cùng đến với dạng 5. Dạng số 5. Đáy giảm M đơn vị, diện tích giảm S1 đơn vị, tìm diện tích ban đầu. Các em thân mến, chúng ta cũng làm tương tự như vậy thì chúng ta có phương pháp chung cho bài toán này như sau. Tìm chiều cao dựa vào S1 giảm và đáy giảm M đơn vị. Khi đó, chúng ta sẽ tìm chiều cao bằng công thức nào? Tìm chiều cao bằng công thức H bằng S1 nhân 2 chia cho A. Tức là chiều cao sẽ bằng diện tích giảm nhân với 2 và chia cho độ dài đáy giảm. Khi đó, chúng ta sẽ tìm được diện tích tam giác ban đầu. Chúng ta có bài toán ví dụ như sau. Tam giác ABC có đáy BC bằng 17 mét. Nếu giảm đáy BC 5 mét thì diện tích giảm đi 20 mét vuông. Tính diện tích tam giác ABC. Ở trong bài toán này họ đã cho biết độ dài đáy BC là 17 mét. Nếu giảm đáy 5 mét thì diện tích sẽ giảm đi là 20 mét vuông, tức là S1 giảm là 20 mét vuông, đúng không nào? Bài toán yêu cầu tính diện tích tam giác ABC. Chúng ta vận dụng phương pháp ở trên và sẽ tìm được chiều cao của tam giác ABC, đúng không nào? Chiều cao của tam giác ABC sẽ là 20 nhân 2 trên 5 bằng 8 mét, được chưa nào? Khi đó, chúng ta sẽ tìm ra được là diện tích ban đầu. Diện tích tam giác ABC chính là 17 nhân 8 chia 2 bằng 68 mét vuông và đáp số 68 mét vuông. Cũng thật là dễ dàng, đúng không nào? Em hãy vận dụng kiến thức trong video này cộng với sự hiểu biết của em, hãy hoàn thành hai bài tập sau. Bài tập số 1. Tam giác ABC có đáy BC bằng 15 mét. Nếu giảm đáy BC 4 mét thì diện tích giảm đi 20 mét vuông. Tính diện tích tam giác ABC. Bài toán số 2. Tam giác ABC có đáy BC bằng 16 mét. Nếu giảm đáy BC 5 mét thì diện tích giảm đi 30 mét vuông. Tính diện tích tam giác ABC. Sau khi hoàn thành xong hai bài tập này, em hãy comment kết quả bên dưới video này nhé. Và hãy nhớ rằng hãy bấm vào nút kênh đăng ký để nhận được video mới nhất từ Toán Einstein. Cảm ơn các em và hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.